Xin chào các bạn, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký hộ chiếu trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Bước 1, để đăng ký được hộ chiếu trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia thì số thuê bao di động của các bạn phải chính chủ và phải đăng ký bằng số căn cước công dân tại các nhà mạng hoặc cửa hàng nhà mạng, ví dụ Viettel, Vina, Mobi. Để kiểm tra thông tin thuê bao chính chủ, viết cú pháp TTTB gửi 1414. Sau đó, nhà mạng mà các bạn đang dùng sẽ nhắn tới xin thông tin mà bạn đăng ký. Nếu thông tin thuê bao mà các bạn chưa đúng với thông tin của mình thì cầm căn cước công dân đến nhà mạng để đổi thông tin cho khớp với căn cước công dân. Bước 2, chụp ảnh 4x6, phông nền trắng để lộ hai tai và lông mày, mắt nhìn thẳng, ảnh không chỉnh sửa, kích thước hình 480 pixel nhân 720 pixel. Chụp ảnh xong nhờ cửa hàng gửi file hình vào Zalo điện thoại. Chụp ảnh hai mặt căn cước công dân, yêu cầu công dân phải có một địa chỉ Gmail cá nhân hoặc người thân. Chuẩn bị sẵn những thông tin như ngày, tháng, năm sinh của bố, mẹ đẻ và của chồng hoặc vợ nếu có. Bước 3, đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia để làm hộ chiếu. Vào Google tìm kiếm dịch vụ công quốc gia trên điện thoại cũng như trên máy tính, sau đó chọn đăng ký nếu chưa có tài khoản dịch vụ công quốc gia, chọn đăng ký bằng thuê bao di động, điền thông tin cá nhân của công dân vào các ô tương ứng, nhấn đăng ký, sau đó mã xác thực OTP 6 con số sẽ được gửi đến số điện thoại của các bạn, đăng ký có hiệu lực trong vòng 2 phút, nhập mã OTP, tạo mật khẩu, thêm ký tự đặc biệt như A còng, thăng, đô la và lưu nhớ mật khẩu. Chào các bạn, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hộ chiếu trực tuyến trên điện thoại cũng như trên máy tính. Để làm được hộ chiếu trực tuyến tại nhà, các bạn vào Google. Các bạn vào trình duyệt Google trên cốc cốc hoặc trên Chrome, trên điện thoại cũng như trên máy tính. Các bạn gõ từ cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công quốc gia nhé. Rồi các bạn tích vào đây. Sau khi tích vào đây thì sau sẽ sổ ra cho các bạn một cái trang mới là cổng dịch vụ công quốc gia. Đây các bạn chọn cổng dịch vụ công quốc gia, các bạn nhấp vào đây. Sau đó các bạn sẽ chọn cái ô đăng ký. Nếu như các bạn chưa có tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, nếu các bạn có rồi thì các bạn vào đăng nhập, còn chưa có thì các bạn bấm vào đăng ký. Sau khi bấm đăng ký thì ra một cái trang mới là các bạn chọn thuê bao đăng ký bằng thuê bao di động, số di động thuê bao di động của các bạn nhé. Đây các bạn nhấp vào đây, chọn thuê bao di động. Rồi các bạn sẽ điền những cái thông tin cá nhân của các bạn vào đây, như là số căn cước công dân, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ email, và nhập cái mã xác thực 6 số bên cạnh này vào đây. Sau đó các bạn bấm đăng ký. Sau khi đăng ký xong thì các bạn trên cổng dịch vụ công các bạn sẽ tạo một cái mật khẩu cho cái tài khoản của các bạn. Mật khẩu ở trên này như thế nào thì các bạn nhập ở dưới y như thế. Sử dụng 8 ký tự trở lên, bao gồm cả chữ thường, chữ y hoa và có thêm ký tự đặc biệt để bảo mật nhé. Và lưu nhớ lại cái mật khẩu này để lần sau các bạn còn đăng nhập vào chỉnh sửa hồ sơ. Nếu như hồ sơ của các bạn làm chưa đúng thì họ sẽ yêu cầu các bạn nhắn qua các bạn điều chỉnh lại, bấm đăng ký. Rồi, chúc mừng bạn đã đăng ký thành công, là các bạn đã có tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia. Rồi các bạn vào tài khoản cấp bởi dịch vụ công quốc gia. Đấy, các bạn chọn vào đây. Các bạn đăng ký bằng số căn cước công dân, các bạn nhập số căn cước công dân của các bạn. Nhập mật khẩu mà lúc trước các bạn đã đăng ký đây này. Đấy, các bạn nhớ cái mật khẩu này, rồi các bạn nhập vào đây. Nhập vào đây và các bạn nhập cái mã xác thực bên cạnh. Nhập 6 cái mã xác thực, các bạn đăng nhập. Bấm vào đăng nhập.
Sau khi đăng nhập xong thì trên cổng dịch vụ công quốc gia sẽ nhắn cho các bạn một 6 cái mã OTP 6 con số thì các bạn nhập vào đây. Nhắn qua cái SIM điện thoại các bạn đăng ký ban đầu ấy. SIM. Rồi. Các bạn mở tin nhắn ra. Bạn đọc nhập cái mã sang đây và hiệu lực của nó chỉ có 2 phút thôi nhé. Nên là các bạn phải nhanh chứ không là phải gửi lại mã OTP thì nó. Hello, các bạn bấm xác nhận. Sau khi bấm xác nhận xong thì các bạn vào tại cái thanh công cụ tìm kiếm nâng cao. Bạn gõ từ hộ chiếu và chọn cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước, thực hiện cấp tại tỉnh. Đấy. Các bạn tích vào đây, xong khi tích xong thì trong tại cái danh sách cổng dịch vụ công quốc gia các bạn nhấp vào đây. Chọn vào đấy. Thì sau đó sẽ sổ ra rất nhiều các tỉnh thành trên cả nước. Thì bạn ở tỉnh nào thì các bạn chọn ở tỉnh đó. Ở đây có thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội và một số nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bạn ở tỉnh nào thì bạn chọn vào đấy và nhập vào nộp trực tuyến. Như bạn ở Đắk Lắk thì bạn chọn nộp vào Đắk Lắk, chọn là công an tỉnh Đắk Lắk rồi là nơi thực hiện cấp hộ chiếu cho các bạn theo nơi hộ khẩu của các bạn ấy, rồi các bạn nộp trực tuyến. Rồi qua bên một cái trang này các bạn sẽ tải ảnh chân dung của các bạn lên, chân dung 4:6, mặt trước công dân, mặt sau công dân. Để nếu như tải cái ảnh này mà ảnh chân dung này 4:6 này họ sau khi kiểm tra nếu hợp lệ thì không sao, nếu không hợp lệ thì các bạn phải đi chụp hình lại, nhớ là phải đi chụp hình lại nhé, để về chất lượng ảnh không đạt theo cái pixel gì đó nên là họ trên cổng dịch vụ công quốc gia nó không nhận. Rồi các bạn nhập họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, chọn nơi sinh nhé, nơi sinh các bạn sinh ở đâu thì các bạn chọn theo giấy khai sinh của các bạn ấy, bạn sinh đâu thì các bạn nhấp vào đây chọn tỉnh thành nơi khai sinh, nhập số căn cước công dân này, nhập ngày cấp. Cái này thì họ có sẵn rồi, mặc định sẵn thông tin của các bạn đã có sẵn ở trên này rồi, nếu có các bạn chỉ cần bổ sung thêm những cái thông tin cần còn thiếu thôi. Rồi nơi cấp chưa thì các bạn chọn cục C06 dân tộc Kinh. Nói chung là những cái nội dung, một số nội dung là nó có sẵn rồi, các bạn chỉ cần nhập thêm thôi, bổ sung thêm. Rồi các bạn nhập cái ngày tháng năm sinh của bố mẹ vợ hoặc chồng nếu có. Thì năm nếu như các bạn không nhớ ngày tháng năm sinh của bố mẹ thì các bạn chọn tích vào đây này, tích vào cái chỗ tên số này, chọn là năm thì các bạn nhập năm sinh không thôi. Đấy. Nếu nội dung đề nghị cấp hộ chiếu thì các bạn chọn là cấp lần đầu nhé, vì các bạn chưa có hộ chiếu mà. Đây là đăng ký làm hộ chiếu mới, lần đầu tiên các bạn làm thì chọn là cấp lần đầu. Chọn tích vào, các bạn tích vào cái ô cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử. Rồi những cái thông tin đây thì nó có sẵn, mặc định sẵn rồi, các bạn không phải nhập nữa. Và các bạn muốn lên trực tiếp được, nhận được thì cũng được, mà không thì các bạn tích vào cái ô nhận qua bưu chính thì họ sẽ ship về tận nơi cho các bạn. Các bạn chỉ cần nộp thêm phí cho bưu điện. Rồi các bạn chọn tỉnh thành nơi bạn cư trú nhé. Các bạn đây, bạn nhập tỉnh thành, quận, huyện, xã, phường, và các bạn nhập thêm địa chỉ nhà, nơi ở của các bạn để bưu điện họ ship tận nơi cho các bạn. Còn những cái ô này thì các bạn làm mới thì các bạn không cần phải tải tệp lên. Còn các bạn sau này mà các bạn ví dụ như các bạn mà đã có hộ chiếu rồi xin cấp lại thì các bạn phải tải, bị mất, lý do bị mất gì đó thì các bạn tải đơn, cái đơn vào đây, các bạn viết trình bày nội dung đơn vào đó, sau đó các bạn chụp hình bạn úp lên, tải chọn tệp này lên đó, thì bạn sau đó rồi bạn trình bày lý do mất trong đơn. Rồi các bạn bấm đồng ý và tiếp tục. Sau khi kiểm tra hồ sơ xong, nếu như không có gì sai sót thì các bạn nộp hồ sơ. Nếu như có sai sót gì đó thì các bạn bấm quay lại đây này, chọn cái ô quay lại này, các bạn chỉnh sửa này, cái thông tin các bạn sai. Rồi các bạn nhập cái mã xác thực bên cạnh này nhé,
rồi mà các bạn nhập vào đây và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên. Rồi các bạn bấm nộp hồ sơ. Sau khi nộp hồ sơ xong thì cổng dịch vụ công Bộ Công an đã gửi cho các bạn một cái mã hồ sơ cũng như là cái tài khoản nộp của các bạn trên vào tin nhắn vào số điện thoại của các bạn. Rồi các bạn chờ, sau đó là chờ bên cấp hộ chiếu họ sẽ xử lý hồ sơ của các bạn. Nếu hồ sơ của các bạn không có vấn đề gì thì họ sẽ nhắn cho các bạn một cái tin nhắn đề nghị thanh toán phí, hiện tại bây giờ là khoảng là 200.000. Thì sau này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái video thanh toán phí qua trực tuyến trên cổng dịch vụ công về cái cách thanh toán hộ chiếu. Các bạn có ví Momo hoặc những cái lên ngân hàng liên kết thì các bạn thanh toán rất là dễ, là nhanh. Rồi tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong cách làm hộ chiếu trực tuyến tại nhà. Các bạn không phải lên thì họ cũng yêu cầu các bạn làm trực tuyến trên điện thoại hoặc trên máy tính. Rồi chúc các bạn sớm có hộ chiếu để có những chuyến đi nước ngoài thật ý nghĩa. Chúc các bạn vui vẻ.